Chào các bác nha, thì bên em ra được cái mâm tập Kitagawa nhé. Mâm này là mâm donut nhé. Mình đo cho các bác là nó là bao nhiêu. Con này là một tấc mấy? Tấc 6. Tấc 65. Một tấc 65. Trong lòng của nó là 45 nhé. Đó, chấu của nó này, chấu cứng của nó vẫn quá đẹp. Rồi gần này đến các bạn. Con này chưa bị chạm tí nào. Sau anh nhé. Con tay quay luôn. Chấu này không có một tí gọi là không có một tí gọi là nung này nhá, rất chắc chắn. Rồi, bác nào dùng con này thì inbox em nhá. Hàng Kitagawa khá đẹp.